Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 18, các phương pháp chế biến thực phẩm. Bài số 18 này thì có hai phần chính, đó là phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Phương pháp chế biến làm chín thực phẩm trong nước. Đầu tiên, phương pháp làm chín thực phẩm trong nước thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua về phương pháp luộc. Vừa phần hình dưới đây, các em hãy cho cô biết thế nào là món luộc. Các em hiểu như thế nào về món luộc? Luộc là một phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thời gian đủ để làm chín mềm thực phẩm. Các em nhớ nha, khi các em muốn luộc một món ăn gì đó thì các em phải cho lượng nước nhiều. Nhiều ở đây là nó sẽ qua ngặt mặt thực phẩm luôn. Thì thực phẩm của chúng ta sẽ nhanh chín hơn. Và khi chín nó sẽ chín đều toàn bộ thực phẩm. Chứ nó sẽ khi các em cho nước ít thì nó sẽ chỉ chín ở mặt dưới đáy thôi. Còn mặt phần trên thì nó sẽ không chín được. Tương tự đó, các em hãy kể cho cô biết các thực phẩm nào chúng ta sẽ cho luộc khi nước lạnh và thực phẩm nào cho vào luộc khi nước ấm và thực phẩm nào nước sôi các em mới cho vào luộc. Câu hỏi này thì các em sẽ làm trong tập cho cô ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp nấu. Phương pháp nấu là các em hay gặp nhất. Nó có xuất hiện trong những món điểm tâm sáng của các em như phở nè, bún bò nè, hoặc trong những bữa cơm gia đình, đặc biệt là món canh mà các em hay thấy nhất. Vậy thì theo em giữa món nấu và món luộc nó khác nhau như thế nào? Hai món đều là làm chín trong môi trường nước và đều làm chín trong thời gian đủ để làm chín thực phẩm. Đó là điểm giống nhau giữa món luộc và món nấu. Điểm khác nhau duy nhất của nó đó chính là khi nấu thì chúng ta có thể phối hợp nguyên liệu động và thực vật với nhau để cho món ăn thêm phong phú. Và chúng ta sẽ kết hợp với những gia vị như đường, muối, bột ngọt, bột nêm để cho món ăn chúng ta thêm đậm đà. Còn đối với món luộc thì chúng ta không cần làm điều đó. Có một số người luộc người ta chỉ cho một ít muối vô trong đó thôi, chứ người ta không hoàn toàn bỏ gia vị gì vô trong đó hết. Và khi các em luộc, các em chỉ luộc một loại nguyên liệu như là động vật hoặc thực vật. Chứ các em không bỏ động vật và thực vật vô mà các em luộc chung với nhau vì thời gian làm chín nó khác nhau. Đi qua tìm hiểu tiếp là món kho. Kho cũng tương tự như món nấu, đều là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. Theo như em, món kho có đặc trưng gì so với các món khác? Những gia vị nào dùng để tạo mùi thơm đặc trưng cho món kho mà món nấu không có? Đối với câu hỏi này, các em cũng trả lời vô trong tập cho cô. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp thứ hai, đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Các em có thể quan sát hình ảnh và cho cô biết phương pháp này là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước nào. Dựa vào hình ảnh nồi hấp thực phẩm, thì các em hãy liên hệ thực tế cho cô biết hấp là gì. Các em có thể quan sát trên hình. Đầu tiên sẽ là các em sẽ để lửa to để khi mà các em hấp. Sau đó lượng nước nó phải như thế nào? Và từ cái lượng nước đó thì nó sẽ xuất hiện, khi nước sôi nó sẽ xuất hiện tình trạng hơi nước bốc lên. Khi có hơi nước bốc lên thì thực phẩm chúng ta sẽ tự khắc làm chín. Vậy theo em, theo như thế nào là hấp? Nói cách khác, hấp là làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước.
Lửa cần to để hơi nước bốc lên nhiều, đủ để làm chín thực phẩm. Đây là một số món hấp mà con hay bắt gặp nhất. Những món ăn các em có thể bắt gặp nhất ở nhà hàng người Hoa, những món dim sum nè cũng sử dụng phương pháp hấp, hoặc ốc bô nhồi thịt, hoặc khi các em làm bánh lăng, hoặc khi các em hấp mực. Tiếp theo, ngoài những món trên thì chúng ta còn có một số món dùng phương pháp hấp như sau: bánh bao, xôi, bánh da lợn, bánh bèo, há cảo. Đối với phương pháp hấp thì khi các em sử dụng, các em cần lưu ý một số điều như sau: dụng cụ hấp phải kín, trong quá trình hấp không được mở vung nắp nhiều lần, vì khi các em làm như vậy thì lượng hơi nước bốc ra nó sẽ bị thất thoát đi và nó sẽ làm thời gian chín thực phẩm lâu hơn và nó sẽ làm mất thời gian của mình hơn. Và đặc biệt ở đáy nồi các em phải cho lượng nước nhiều để đề phòng trường hợp khi mà các em nấu những thực phẩm lâu chín. Ví dụ như các em làm món gà hấp mà các em cho nước ít quá thì thời gian không đủ để làm chín thực phẩm, mà lượng nước của chúng ta bỏ vô ban đầu nó sẽ cạn đi hết. Mà khi quá trình các em hấp mà để nước cạn như vậy thì nó sẽ không tốt. Nó rất dễ dẫn tới một số trường hợp như là cháy nổ, nó không an toàn cho gia đình chúng ta. Các em nên nhớ thời gian chín của nó phụ thuộc vào từng nguyên liệu của các món em nấu. Và nguyên liệu hấp các em phải được sơ chế tinh khiết, có thể phối hợp với nhiều nguyên loại tùy theo từng món mà các em ăn. Và các em phải sơ chế thật cẩn thận và thật kỹ, vì đối với món hấp là các em sẽ làm xong và các em sẽ lấy ra các em ăn liền luôn, các em không cần qua bước chế biến nào nữa. Do đó các em phải sơ chế thật kỹ để khi mà chúng ta ăn vô nó không dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Sau đây các em sẽ đi qua tìm hiểu về phương pháp thứ ba, đó là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, đó là nướng. Em hiểu như thế nào về phương pháp nướng? Phương pháp nướng các em hay bắt gặp trong đời sống hàng ngày cũng như là trong những buổi tụ họp của gia đình, hoặc là những buổi tụ họp của bạn bè, những bữa tiệc liên hoan, hoặc những khi các em đi ăn cùng gia đình vô những làng nướng hoặc vô những nhà hàng nướng của Hàn Quốc. Vậy các em hiểu như thế nào về món nướng? Nướng là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, chỉ dùng lửa dưới là than, thường là than củi. Nướng hai bên thực phẩm cho đến khi vàng đều. Nãy về phương pháp nướng. Khi chúng ta sử dụng phương pháp nướng thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Chúng ta chỉ nên dùng than hoa để nướng, không sử dụng than đá, than quả bàng, than tổ ong hoặc là bếp dầu. Như bạn sẽ thắc mắc than hoa là gì? Than hoa cũng tương tự như là than củi. Nguyên liệu để sản xuất ra than hoa đều từ gỗ tự nhiên. Còn đối với than đá, than quả bàng, than tổ ong thì nguyên liệu là nó sẽ pha những cái tạp chất hóa học, hoặc nó sẽ kết hợp với bùn và nó dùng phương pháp ép để tạo thành những cái than. Khi các em đốt lên như vậy thì nó sản sinh ra ngoài khí CO2 và khói thì nó còn sẽ sản sinh thêm lưu huỳnh và nitơ. Những chất đó nó không tốt cho sức khỏe, khi mà chúng ta hít nhiều chúng ta sẽ dẫn tới ngộ độc khí. Do đó người ta khuyên dùng chúng ta chỉ nên sử dụng than hoa và than củi là chính. Đối với công nghệ tiên tiến hiện tại bây giờ thì than hoa người ta còn phân ra làm hai loại, đó là than hoa không khói và than hoa có khói. Khi chúng ta sử dụng than hoa không khói thì nguyên liệu làm ra nó là từ gáo dừa. Các em sẽ bắt gặp những nơi nào sử dụng than hoa không khói, đó là những nơi nhà hàng nướng của Hàn Quốc nè, như King BBQ hay là Sumo, thì các em sẽ thấy khi các em nướng thì nó sẽ không có khói.
Và một số làng nướng nữa người ta cũng sử dụng than hoa, nhưng than hoa có khói thì người ta sẽ đi kèm với nó là máy hút khói. Thì để trong quá trình các em nướng thì các em sẽ không phải bị hít phải lượng khói nhiều, nó sẽ không dẫn tới tình trạng ngộ độc khí. Tương tự như thế, khi chúng ta nướng thực phẩm, chúng ta chỉ nướng chín tới thôi. Không nên nướng quá kỹ, vì khi các em nướng quá kỹ thì nó sẽ dẫn tới tình trạng bị cháy và bị khét. Khi mà bị cháy, bị khét, nó sẽ làm mất mùi đi của thực phẩm và nó sẽ tạo thành một chất độc. Khi chúng ta ăn thực phẩm nào bị khét lâu ngày, nó tích trữ trong cơ thể thì nó đều không tốt. Nó sẽ sản sinh ra gây tình trạng ngộ độc, nặng hơn nữa nó sẽ gây ra tình trạng ung thư. Do đó chúng ta không nên ăn những thực phẩm bị cháy hoặc bị khét. Từ đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp thứ tư, là phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo. Trong chất béo là các em sẽ nghĩ tới phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp rán. Rán có tên gọi khác là phương pháp chiên. Theo em, món chiên được làm chín trong môi trường nào? Lửa để chiên như thế nào và thời gian trong bao lâu? Món chiên này các em rất gần gũi với các em luôn. Các em hay ăn nhất là món cá viên chiên, hoặc tôm lăn bột nè, hoặc cá chiên nè. Thì các em sẽ để ý môi trường làm chín nó sẽ là môi trường nào. Đó là môi trường làm chín trong môi trường chất béo. Khi đun thì chúng ta sẽ đun với lửa vừa trong thời gian đủ để làm chín thực phẩm. Khi chúng ta chiên rán trong môi trường khá nhiều chất béo thì nó sẽ làm cho thực phẩm chúng ta giòn và ngon hơn. Do thời buổi tiên tiến bây giờ thì một số người ta không còn sử dụng nhiều dầu nữa, mà người ta sẽ thay thế phương pháp đó. Người ta sẽ mua về một cái máy chiên không dầu, thì người ta bỏ vô trong đó, người ta chiên không cần dầu thì thực phẩm mình vẫn giòn, vẫn ngon và nó sẽ an toàn cho sức khỏe hơn. Vì lượng dầu khi mà chúng ta vô cơ thể quá nhiều thì nó cũng không tốt. Tương tự đó, chúng ta sẽ qua đi tìm hiểu món rang là gì. Món rang là các em hay thấy nhất khi các em đi xem phim và các em hay ăn nhất, đó là bắp rang bơ. Vậy theo như các em, món rang là gì? Rang đó là một phương pháp làm chín thực phẩm với một lượng chất béo ít hoặc không có chất béo luôn. Đảo trong chảo lửa vừa để thực phẩm chín từ trong ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong. Đây là các món rang ít chất béo như cuốn rang me, tôm rang, bắp rang bơ. Ngoài ra, đây là những món rang không chất béo: đậu phộng rang, hạt dẻn rang, cà phê rang và mè rang. Tương tự đó thì các em sẽ hiểu như thế nào về món xào. Món xào là các em hay bắt gặp nhất trong các bữa ăn sáng nè, hoặc những bữa cơm gia đình đều có. Bữa ăn sáng các em hay ăn những món xào, nhất là nuôi xào bò nè, hoặc hủ tiếu xào. Còn đối với trong bữa ăn gia đình thì các em hay ăn nhất là những món cải xào, hay là mực xào chua ngọt, hay là sườn xào chua ngọt. Vậy em hiểu như thế nào về món xào? Xào là một phương pháp làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, có sự kết hợp giữa thực vật và động vật, hoặc riêng từng loại, các em đun lửa to trong thời gian ngắn. Đối với món này thì các em lượng chất béo chỉ là cần vừa phải hoặc là ít thôi, và các em có thể xào chung với động vật nè, thực vật vào chung, hoặc các em chia riêng ra từng loại các em xào cũng được. Khi các em xào thì các em để lửa to và trong thời gian ngắn thì thực phẩm của mình nó sẽ ngon hơn và bắt mắt hơn. Nó không làm thực phẩm bị nát.
mà các em hay ăn nhất? Tiếp theo chúng ta sẽ qua phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Các em đã thưởng thức những món ăn nào mà không cần sử dụng nhiệt để chế biến? Không sử dụng nhiệt ở đây là các em sẽ không dùng lửa để các em chế biến những món ăn đó. Đây là những món mà không sử dụng nhiệt. Những món này sẽ sử dụng phương pháp muối chua. Tiếp theo, đây là những món trộn nè và món gỏi. Đầu tiên các em sẽ đi tìm hiểu phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt trộn dầu giấm. Vậy theo như các em, món trộn dầu giấm là gì? Hay nói nôm na, trộn dầu giấm là cách làm cho thực phẩm giảm bớt mùi vị chính, thường là mùi hăng, và ngấm các gia vị khác tạo thành món ăn ngon miệng. Ví dụ điển hình trong món salad trộn dầu giấm như trên hình trên, thì theo em mùi hăng của nó có trong thực phẩm nào? Trong ba thực phẩm chính trên hình gồm salad nè, cà chua, hành tây. Vậy theo em mùi hăng của nó là mùi nào trong ba loại thực phẩm trên? Đối với món này, mùi vị chính của nó sẽ là hành tây. Trong hành tây có mùi rất là hăng, có một số bạn sẽ không ngửi được và cũng không ăn được. Thì để giảm bớt mùi hăng đó thì thông thường người ta sẽ ngâm hành tây qua đêm với giấm đường. Nó sẽ làm giảm bớt mùi hăng và nó không còn cay nồng như ban đầu nữa. Ngoài ra nó vẫn giữ nguyên độ giòn của hành tây. Sau đó người ta sẽ cho cái gia vị vào thực phẩm này, người ta trộn lên để ngấm gia vị. Vậy theo em, các gia vị trong món này gồm những gia vị nào? Kim nên nhớ, đối với món trộn dầu giấm thì nó chỉ có 5 gia vị chính thôi. Dù các em chế biến bất kỳ món nào thì đối với phương pháp này nó cũng chỉ có 5 gia vị thôi. Các em không nên bỏ những gia vị khác vô. 5 gia vị chính của nó đó là dầu ăn, giấm, đường, muối và tiêu. 5 gia vị đó sẽ tạo thành một món ăn rất là ngon miệng. Khi mà chúng ta ăn vô nó sẽ có cảm giác như vị béo nè, vị chua, vị ngọt và vị hơi cay của tiêu nữa, và một ít vị mặn. Có một số người người ta sẽ không cho muối và tiêu, người ta chỉ cho dầu ăn, giấm và đường thôi cũng được. Tuyệt đối đối với món trộn dầu giấm, các em không bỏ ớt hoặc cho nước mắm vào. Khi các em bỏ ớt và nước mắm thì nó không còn là món trộn dầu giấm nữa, nó sẽ qua một món trộn khác. Thì một lát các em sẽ tìm hiểu về món trộn đó. Đây là các giai đoạn để các em làm ra được món salad trộn dầu giấm. Đối với các thực phẩm, các em mua về các em rửa và các em cắt thái. Sau khi các em cắt thái tẩm ướp xong, thì giai đoạn đó người ta sẽ gọi là giai đoạn sơ chế và cắt thái. Sau khi các em cắt thái xong thì các em sẽ làm một chén nước gia vị và các em đổ vào và các em trộn. Đó là giai đoạn 2, trộn thực phẩm. Giai đoạn 3 là các em sẽ trình bày món ăn. Quy trình thực hiện của món salad trộn dầu giấm rất là đơn giản ha. Đầu tiên các em sẽ sử dụng các thực phẩm, thực vật thích hợp để làm sạch. Khi muốn ăn thực vật nào thì các em sẽ mua về và làm sạch thực phẩm đó. Sau đó các em sẽ trộn hỗn hợp dầu ăn, giấm, đường, muối và tiêu.
Các em nên nhớ đối với món này thì các em trước khi ăn 5 đến 10 phút các em hãy cho gia vị vào các em trộn. Vì khi các em cho gia vị vào trộn quá sớm thì nó sẽ làm món thực phẩm của chúng ta ngấm gia vị và nó sẽ tạo ra độ chua rất nhiều và ngọt nữa. Một số bạn sẽ không ăn được và nó sẽ làm mất đi độ giòn ban đầu của thực phẩm vốn có. Do đó khi nào ăn trước 5 tới 10 phút thì các em hãy cho hỗn hợp nước gia vị của mình vào để trộn. Bước cuối cùng là các em phải trình bày sao cho đẹp và sáng tạo. Khi các em trình bày một món ăn gì đó đẹp thì người ta sẽ kích thích được thị giác của người ta và sẽ làm cho thực khách của mình cảm giác ngon miệng hơn đối với món ăn đó. Đối với món trộn dầu giấm thì các em sử dụng thực phẩm động vật là chỉ sử dụng thực phẩm động vật ăn kèm thôi, là các em không được cho thực phẩm động vật vào trộn chung. Các em chỉ để thực phẩm động vật ở bề mặt trên để các em trang trí mà thôi. Đây. Vậy theo em món salad trộn dầu giấm thì nó sẽ có yêu cầu kỹ thuật gì? Đầu tiên rau lá giữ được độ tươi nè, trơn láng và không bị nát. Các em nên nhớ đối với món trộn dầu giấm thì thực phẩm của mình không được bị nát. Do đó trong quá trình các em trộn, các em không được dùng tay các em bóp thực phẩm để dẫn đến tình trạng bị nát thực phẩm, mà các em nên dùng đũa hoặc muỗng để các em trộn. Vị vừa ăn, vị chua dịu, hơi mặn, ngọt, béo. Các em nhớ nha, vừa ăn ở đây là vừa ăn đối với khẩu vị của từng mỗi người. Những bạn thích ăn chua nhiều thì các em sẽ cho giấm nhiều. Còn những bạn nào thích ăn ngọt nhiều thì các em sẽ cho vị đường nhiều. Thơm mùi gia vị và không còn mùi hăng ban đầu. Các em nên nhớ khi các em đã làm đặc biệt có hành tây thì các em phải làm cho nó giảm bớt được mùi hăng của hành tây. Vì khi hành tây vẫn giữ nguyên được mùi hăng của nó thì một số người sẽ không ăn được. Và các em cũng khi các em ăn vô nó sẽ làm các em cay, các em cũng không chịu được. Và nó sẽ tạo ra mùi trong miệng của mình nữa. Do đó mình phải làm giảm bớt được mùi hăng ban đầu của nó. Chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu món trộn hỗn hợp là gì. Trộn hỗn hợp có tên gọi khác là món gỏi. Ở người miền Nam mình sẽ gọi là gỏi. Ở người miền Bắc thì người ta sẽ gọi là món nộm. Vậy theo em, trộn hỗn hợp là gì? Là các trộn các thực phẩm đã được sơ chế hoặc làm chín từ các phương pháp khác, kết hợp với các gia vị tạo thành món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người yêu thích. Món ăn này thường dùng trong đầu bữa ăn. Đầu bữa ăn các em có thể thường hay bắt gặp nhất đó là khi các em ăn những bữa tiệc liên hoan nè, tiệc cưới nè, tiệc sinh nhật nè, hoặc những tiệc cổ trong gia đình mình thì các em sẽ thấy thường thường sẽ xuất hiện món gỏi và người ta sẽ ưu tiên gỏi ăn trước. Đây là phương pháp là các em sẽ được trộn chung thực phẩm động vật và thực vật vào chung và các em trộn. Gia vị của món ăn này rất là phong phú. Nó rất nhiều gia vị, có thể là đường, nước mắm, ớt, tỏi, hành phi, vân vân. Nó không còn yêu cầu là chỉ 5 gia vị như món trộn dầu giấm nữa. Cái mùi vị của món ăn này nó sẽ đậm đà hơn và thơm ngon hơn so với món trộn dầu giấm. Và giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ nhiều hơn vì nó sẽ kết hợp với động vật. Đây là một số món gỏi mà các em hay bắt gặp nhất. Tiếp theo đối với quy trình thực hiện món trộn hỗn hợp.
thì các em sẽ làm theo từng bước như sau. Đối với thực phẩm, thực vật thì các em sẽ làm sạch. Làm sạch bằng cách nào? Các em sẽ rửa lại với nước sạch và sau đó các em ngâm nước muối. Các em ngâm nước muối độ khoảng từ 5 cho đến 10 phút và các em sẽ rửa lại bằng nước sạch để cho hết vị mặn và các em để ráo. Khi thực phẩm, thực vật của mình đã ráo rồi thì các em sẽ cắt thái phù hợp với món ăn của mình. Tương tự đó, thực phẩm động vật cũng vậy, phải được chế biến sao cho chín mềm hoặc chín tới. Phương pháp chế biến đối với động vật có thể các em sử dụng là phương pháp luộc, hấp hoặc xào. Sau khi chế biến xong thì các em cũng cắt thái phù hợp với món ăn của mình luôn. Tiếp theo, các em sẽ làm hỗn hợp gia vị. Hỗn hợp gia vị này, các em có thể làm đường, mắm. Mắm ở đây là nước mắm và tỏi, ớt. Có một số bạn sẽ vẫn sử dụng giấm trong món trộn hỗn hợp luôn. Nhưng có một số người người ta không sử dụng giấm mà người ta sẽ thay giấm bằng chanh hoặc tắc. Do đó tùy khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình và các em chọn nguyên liệu gia vị sao cho phù hợp nhất. Sau khi các em làm được một chén gia vị rồi thì các em sẽ bắt đầu trộn chung nguyên liệu thực vật, động vật và gia vị vào chung. Sau khi đã trộn xong thì các em sẽ bắt đầu trình bày. Tương tự như món trộn dầu giấm thì các em phải trình bày sao cho đẹp và bắt mắt. Vì trong tất cả món ăn khi chúng ta trình bày đẹp và bắt mắt thì nó sẽ kích thích được thị giác của người đối diện, thì người ta sẽ cảm giác món ăn đó ngon và khi chúng ta ăn vô nó cũng sẽ làm sẽ có cảm giác ngon miệng hơn. Tương tự đó thì theo em món gỏi phải có đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật gì? Yêu cầu rất là đơn giản, chỉ có 3 yêu cầu thôi. Đầu tiên là phải giòn và ráo nước. Giòn ở đây sẽ là độ giòn của thực phẩm thực vật. Ráo nước cũng vậy. Khi các em bỏ nước trộn hỗn hợp quá nhiều và các em khi mà các em đổ gia vị vô các em trộn á thì các em trộn xong các em nên vớt cái hỗn hợp của mình ra. Sau khi mà nó đã ngấm gia vị rồi, các em không nên ngâm trong nước gia vị quá lâu. Vì khi các em ngâm như vậy thì nó sẽ làm thực phẩm thực vật của mình bị nhũn ra, nó không giữ được độ giòn nữa. Vị vừa ăn. Vị vừa ăn ở đây các em phải có vị chua, nè, cay, mặn, ngọt, béo, bùi. Đối với một số bạn không thích ăn béo thì một số gia đình người ta sẽ không cho dầu ăn hoặc không cho đậu phộng vào trong món ăn của mình luôn. Hoặc đối với những gia đình nào không ăn cay thì người ta cũng sẽ không cho ớt vào hoặc không cho tiêu thì nó sẽ không có độ cay. Do đó vị vừa ăn ở đây là sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhất. Và màu sắc của động thực vật phải trông đẹp và hấp dẫn. Đối với thực vật thì thực phẩm chúng ta không bị nát và thực phẩm không bị dập. Còn đối với thực phẩm động vật là chúng ta khi chúng ta chế biến không chín quá hoặc chế biến quá kỹ thì nó sẽ làm màu sắc của món ăn đó nó bị xuống màu, thì khi chúng ta trình bày lên nó sẽ không còn đẹp và hấp dẫn nữa. Sau đây là câu hỏi ôn tập dành cho các em. Các em hãy điền tên phương pháp chế biến phù hợp cho mọi loại thực phẩm trong bảng dưới đây. Là salad, là các em sẽ sử dụng phương pháp gì chế biến, các em liệt kê ra. Cả con cá sử dụng phương pháp gì chế biến, các em liệt kê ra. Bắp, bánh lăng cũng vậy, các em liệt kê ra. Cô ví dụ ở đây là món thịt đi ha. Các em có thể sử dụng phương pháp nè. Luộc nè, hấp nè, chiên nè, nấu nè, xào nè, kho nè. Là trong cái nguyên liệu đó sử dụng phương pháp gì chế biến được thì các em kể ra hết luôn, chứ không phải là các em chỉ kể một phương pháp thôi. Nhớ nha, các em phải kể nhiều phương pháp.
Các em về nhà, các em sẽ là trả lời câu hỏi cho cô. Kể tên các loại thực phẩm cho vào luộc khi nước sôi, nước ấm và nước lạnh. Vợ trả lời câu hỏi ôn tập và xem trước bài số 19 tại nhà.